Rồi, giờ ta sẽ sửa đề đầu tiên, đề số 1. Câu số 1, viết phương trình tiếp tiến của đồ thị tại tiếp điểm. Thì đàng hoàng chắc. Hôm nay không qua được hình luôn quá, chắc là sửa đề rồi thôi, giờ sẽ chọn phương án là sửa đề. Rồi ráp thêm kiến thức nào nữa, nạp luôn cái phần đồ thị luôn cho xong, hoặc là đi tìm giao tuyến, giao điểm cho xong. Cái có đầy đủ luôn kiến thức. Bữa sau ta sẽ sử dụng hình. Rồi, giờ bài số 1. Bao nhiêu bạn không làm được câu số 1 đưa tay lên? Hãy chỉ lại về kiến thức. Bao nhiêu bạn không làm được bài số 1 đưa tay lên? Như đã nói ha, học chủ động, học không có gì phải ngại hết, đã mã hóa tên của các bạn rồi. Còn bạn bè khi đã quen biết nhau quá thân rồi thì cũng đủ biết năng lực của nhau rồi, nên cũng không gì phải ngại hết, ta học cho bản thân mình thôi. 10 giây thể hiện sự không ổn của các bạn trong câu này. Nhưng mà ổn làm được có kết quả mà không đưa tay, ồ, hoặc là không biết chắc mà không đưa tay, tôi hỏi tới trúng mà trả lời không được là đuối đó nha. 5 giây cuối, bạn nào làm không được câu này đưa tay lên để thầy giải thích lại về kiến thức. Hết giờ. Ồ, cũng có được một bạn. 39. Bị kẹt gì bạn? 39 Dạ ơi. dạ Ừ, con quên tại cách sao? làm câu này thầy. Quên cách làm. Viết phương trình tiếp tiến của đồ thị C tại tiếp điểm. Tại điểm có vành độ x bằng trừ 3. Vậy phương trình tiếp tiến là gì nhớ không? Dạ không hẳn Không hẳn. Rồi nhớ mượn một bạn luôn thầy, khác. Hả? Không nhớ gì không luôn. nhớ, dạ Ờ, quên. không. À, trời. Số 1, phương trình tiếp tiến tại tiếp điểm công thức là gì? Số Giờ y 1. bằng a x Y bằng gì chứ? giờ a x bình, Làm gì có ai bình vậy đây? ủa là y phẩy á thầy, đạo hàm của cái đó. À, là được tính bằng là f phẩy tại x0 tiếp điểm m có tọa độ là x0 y0. F phẩy tại x0 nhân cho gì? Em phải Công tại, thức. ủa chứ không phải đạo hàm cái đó rồi, thế ít vô thầy. Thầy hỏi công thức cái đã. Công thức của phương trình tiếp tiến tại tiếp điểm á. Y bằng f phẩy x không nhân cho x trừ x không Trừ có gì nữa? x0 nhân cho Làm gì có trên cho? Thầy nói lại nha. Các bạn nộp bài theo yêu cầu. Có nhiều bạn trong tuần này chưa nộp bài. Nộp không đúng yêu cầu thì đừng trách thầy là buổi sau thầy không cho các bạn vào lớp. Cái đó thầy nói trước nha. Thầy đang thật sự là thầy đang rất bận về số lượng tin nhắn của thầy đang nó tràn luôn. Thầy không có điều kiện để duyệt hết. Nhưng có điều một khi thầy muốn các bạn làm bài, cái này thầy cũng xin lỗi là thầy không có đủ thời gian để xem hết tất cả bài tập của các bạn. Nhưng thầy muốn các bạn làm để các bạn tăng được kỹ năng. Các bạn làm đó là một phần chịu khó, các bạn cứ nghĩ một điều thôi, đang luyện tập cho bản thân mình để mình tiến bộ. Còn nếu như thầy đang để cho các bạn tự giác, nhưng mà sẽ tới một lúc thầy sẽ không quan tâm nữa về việc học của các bạn thì lúc đó tự xử nha. Hôm trước đấy. Vậy công thức y bằng f phẩy x0 nhân cho x trừ x0 và phải còn thêm một cái nữa ở đằng cộng sau của các bạn. cho Cộng cho gì? y không Rồi, cộng y không. Thì đây là kiến thức. Và muốn viết được phương trình tiếp tiến tại điểm ở đây thì buộc phải có f phẩy x không, có x không và có y không. 39 kịp không bạn? ok thầy. Rồi. Và mỗi người cũng tự biết mình cần cái gì ở tương lai. Nếu như các bạn chỉ cần có câu này đáp án, ừ khoanh vô câu D cho vui hoặc khoanh vô câu B cho buồn gì đó dần dần, thì nếu như bạn chỉ muốn nhiêu đó thì tùy.
Còn bạn nào thấy năng lực của mình kém, quên các kiến thức nào thì tự ghi nhận kiến thức đó vô. Khả năng ghi nhận của các bạn càng nhiều thì các bạn sẽ giúp nhiều thứ cho não cũng như là tương lai của các bạn đấy. Vậy bài toán này người ta cho được gì rồi? Số 39. Dạ cho được ít không. Rồi cho được ít không. Vậy là coi như số 2 ổn rồi nè. Ok. Rồi giờ làm sao tìm ra được số 3 với số 1? Số 3 lấy đâu ra, số 1 lấy đâu ra? À, thế ít không vô phương trình y trên này. Vậy y không được hiểu là f tại x không, tức là thế x bằng mấy vô? Thế x bằng trừ 3 vô. Rồi vậy coi như thằng này ok. F phải tại x không lấy đâu ra? Đạo hàm cái y xong rồi thế vô. Y phải đạo hàm thằng này bằng gì đâu, đọc lại coi. A nhân D trừ cho B nhân C trên không, C. Nhẩm luôn nhanh cái nó ra thành gì. Bảy trên x cộng hai tất cả bình. Rồi chấp nhận. Rồi tốt. Vậy sau đó đây là y phẩy hoặc là f phẩy thế x bằng trừ 3 vô. Vậy coi như tồn tại, có kết quả. Kịp không bạn? Dạ. Cảm ơn thầy. Okay. Từ xử. Rồi. Quy tắc sửa bài của thầy là như thế. Chứ còn nếu như thầy là người giải thì nó dễ rồi. Thầy viết cái dù ra cái là xong. Hết chuyện. Còn mọi người hiện tại tháng mình yếu cái gì thì tự ghi nhận ha. Xong câu số 1. Tiếp theo câu số 2. Hỏi mệnh đề nào là sai trong các mệnh đề. Thì cái này nó phụ thuộc vào một số kiến thức. Ở đây thì thầy sẽ chỉ một số kiến thức hơi đặc biệt tí xíu. Câu số 2 này mệnh đề của các bạn là mệnh đề sai. Hàm số đề cho có dạng là hàm bậc nhất trên bậc nhất. Thì thầy sẽ giải thích một số cái trong đây. Hàm số luôn nhận điểm y làm tâm đối xứng. Thì đối với cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất, nó sẽ nhận cái điểm y có tọa độ là xy. Với xy này là tiệm cận đứng và yy này là tiệm cận ngang làm điểm đối xứng. Đây là kiến thức đặc biệt của hàm bậc nhất trên bậc nhất. Còn nếu là hàm bậc 3 thì nó sẽ nhận điểm uốn làm tâm đối xứng. Nếu như hàm trùng phương, hồi chút xíu giờ nào vô trúng tiếp thì thầy nói ha. Vậy ngay đây, thầy mượn một bạn nào đó đi, bạn số 2 này có học không bạn? Số 2 ơi. Số 2, nghe không bạn? Số 2 ơi. Số 2 ơi. Dạ wifi số 2 lắc đó thầy. Lắc rồi sao học được? Thì lâu vô nghe được cái nào rồi xong coi lại clip thầy. Vậy luôn hả? Thầy dạ. Không nha. Được, thì có người bảo vệ đứng lên để nói được thì ok. Vậy số 1 giúp đỡ luôn đi. Dạ. Tiệm cận đứng là nhiêu? Tiệm cận ngang là nhiêu? Dạ, tiệm cận đứng là 1 với 1 cái này cũng. Tiệm cận đứng tìm bằng cách nào? Ủa cái BI á thầy. Thầy không biết, thầy chỉ hỏi tiệm cận đứng tìm bằng cách nào hết, nhiêu đó thôi. Dạ, tiệm cận đứng là cái XY, X của Y. Điểm đối xứng là sao? Thầy không hiểu. Thầy chỉ hỏi tìm cận đứng tìm bằng cách nào, tìm cận ngang tìm bằng cách nào hết. Các bạn nên nhớ một điều nha. Khi các bạn muốn làm được một bài toán cho tốt á, các bạn phải hiểu rõ cái câu hỏi nó và các bạn tìm ra các lý do. Các bạn ra những tầng. Tầng đầu tiên là làm sao để có được đáp án đúng để khoanh. Tầng thứ hai cao hơn một chút, các bạn phải hiểu được tại sao những cái khác nó không đúng hoặc là nó bị sai chỗ nào và tìm cách để sửa lại cho đúng. Tại vì trong bài người ta chỉ cần lắc léo một tí xíu thôi là các bạn có một cái đáp án khác liền. Thứ ba đó là không chơi trò gì sùng. Phương án nhất là chuyện sùng.
Học không hiểu thì lo hỏi đi. Và tôi sẽ là người giải thích lại cho các bạn. Và tôi đủ để biết cái gì các bạn ổn hay không ổn. Và thầy sẽ tìm cho các bạn những câu hỏi. Nếu như bạn hiểu được nó thì rõ ràng các bạn sẽ hỏi và trả lời được tốt. Nghe hỏi và trả lời được tốt. Giờ nghe thầy hỏi nào. Cái đồ thị hàm số câu 2 nè. Tìm cân đứng tìm bằng cách nào? Dạ là điểm, cái x của điểm đối xứng này. Thầy không có biết cái x điểm đối xứng. Vậy giờ làm sao biết cái điểm này đúng hay sai? Thầy chỉ hỏi một điều thôi. Tìm cận đứng của đồ thị này tìm bằng cách nào? Dạ là mẫu bằng 0 lấy x 0. Mẫu bằng 0 giải ra được x bằng mấy? Dạ mẫu bằng 0 x bằng trừ 2. Đây, tìm cận đứng x bằng trừ 2 nè. Tìm cận ngang y bằng nhiêu? Dạ, tìm cận ngang là y bằng lim của cộng vuông cực là bằng vuông. Dạ, cộng vuông cực thầy. Tìm cận ngang là y bằng cộng vuông cực hả? Thì thầy không biết trước giờ các bạn học kiểu gì và các bạn tại sao làm bài được, thầy không ý kiến. Còn bây giờ mà các bạn không khá nữa thì thầy vẫn sẽ dạy theo kiểu của thầy. Còn các bạn muốn học theo cách nào là của các bạn. Và đừng đòi hỏi là nếu mình học không đàng hoàng mà để đạt được thành quả như người khác thì đừng có đòi hỏi điều đó. Tại vì kiến thức và tri thức nó không có dành cho người nào đặc biệt hết, chỉ dành cho một người nào thật sự muốn đi tìm nó thôi. Tìm cận ngang được tính theo công thức y bằng a trên c, hoặc là đi tính lim của x tiến tới vô cực của y, đó là kết quả. Trong bài toán này a trên c của các bạn bằng 1, vậy coi như câu a là đúng. Nhưng mà đề này nó hỏi câu sai nên câu này bị gạt bỏ. Câu b, đồ thị hàm số này không có cực trị. Đúng, bởi vì hàm này là bậc nhất trên bậc nhất, nó luôn luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng xác định nên không có cực trị. Đúng. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm có tọa độ 0,2, tức là thế x bằng 0 vô y, coi coi nó ra nhiều, thì ta sẽ thế thử x bằng 0 vô đây, hoặc người ta tạm gọi là y tại số 0. Thế x bằng 0 vô, kết quả nó ra là trừ 1 trên 2, ra là trừ 1/2. Vậy không thỏa. Vậy thì khi đó mình đề này sai. Câu này sai thì đáp án là bằng câu C. Còn câu dưới thì đạo hàm ra phát thì các bạn sẽ thấy được kết quả. Từ một bài thầy cố gắng sửa trên từng chỗ chi tiết của nó để các bạn hiểu rõ vấn đề. Tiếp theo, câu số 3. Đề yêu cầu các khoảng nghịch biến của hàm này. Cũng giống vậy, bạn nào không biết cho các bạn cơ hội 10 giây để hỏi. Nhưng mà thực tế cho mấy cái đó mất thời gian quá. Thầy sẽ chỉ định luôn đi. Số 4. Số 4 ơi. Dạ, nghe em thầy. Rồi. Câu 3 làm sao bạn? Dạ, thầy là đạo hàm xong rồi tìm nghiệm đặt bảng biến thiên. Rồi, chấp nhận. Bảng biến thiên là đơn giản nhất đối với các bạn. Rồi, còn hoặc là dùng máy tính để bấm. Nhưng thôi, bảng biến thiên là đẹp rồi. Tốt. Câu số 4. Đề này nó cho hàm số. Ở đây nó bị sai sót trong cái mô ráp về cách viết R. Cái này chắc là bé hơn quá. Này bé hơn hay bé hơn hoặc bằng ta? Này chắc nghĩ là bé hơn hoặc bằng quá. Chắc bé hơn hoặc bằng đó các bạn. Tại vì đây có dấu bé mà nó không bị lỗi. Mà đây chắc là bé hơn hoặc bằng. Rồi, khả năng bé hơn hoặc bằng rất là cao. Câu số 4. Bao nhiêu bạn không đủ tự tin để làm việc được câu số 4? Đưa tay lên. Thầy coi để hướng dẫn lại. Năm giây nữa, thể hiện sự trung thực của mình trong quá trình học.
hết 5 giây. 2 bạn 41 với số 7. Rồi, 41 đưa tay trước. Thầy muốn hỏi sao 41 tại sao đưa tay? Không nắm được cái gì hay sao? À, tại này em quên cách làm. Quên cách làm. Rồi, có coi lại mấy video trước đó không? Có mà giờ em quên. Coi hồi nào? Coi có. Hồi coi coi hồi nào? Mới hồi vô học thầy. À, mới vô học có coi. Rồi lúc làm bài này không coi. Nhìn vô thấy không biết làm rồi bỏ. Ok. Tôi muốn được nghe, chủ yếu là để tôi nói khi thầy hỏi các bạn về điều đó, là để thầy muốn biết rằng là các bạn có nghiêm túc với việc bài học hay không thôi. Số 7, tại sao đưa tay? Không chắc hả? Không chắc. Kiến thức học chưa? Ở kiến thức học rồi. Mà kiến thức học rồi mà các bạn cũng không chắc nữa thì chờ chừng nào? Một bài học rồi cũng đã từng làm rồi, rồi video cũng đang giúp các bạn, hoặc là các bạn làm bài tập ở nhà, các bạn có thời gian internet được các kiểu, các bạn cũng có thể hoàn toàn lên mạng search. Ví dụ như riêng bạn 39 hồi nãy ngay câu 1 là tôi cũng phải chụp các bạn đấy, đó là kiến thức cũ, các bạn phải tự dành thời gian ra để mình tự nghiên cứu. Không lẽ giờ cái gì các bạn cũng chờ thầy, không lẽ giờ mỗi bạn nào cũng hỏi ủa thầy ơi câu này tìm cân ngang tìm cách nào, ủa thầy ơi giờ câu này đồng biến giải làm sao, không lẽ giờ chờ giải quyết hết cho mỗi một bạn một câu hỏi thì chắc nguyên một cái buổi học tông học được gì hết. Thầy sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các bạn, nhưng trước khi hỏi thầy muốn các bạn có trăn trở về nó trước một cái, tự tìm hiểu ha. Hôm nay thầy sẽ không bàn chuyện phạt gì hết, mà từ đây về sau thầy cũng không bàn chuyện phạt luôn. Thầy không thích nữa, tôi không thích chuyện đó, tôi cũng không dặn các bạn làm bài tập luôn. Bạn muốn làm gì đó các bạn làm, từ đây kể về sau không dặn các bạn làm bất kể gì hết. Bạn nào muốn giỏi thì bạn luyện tập, các bạn đạt được sự hiệu quả của các bạn. Còn bạn nào không muốn giỏi, tự làm, muốn làm gì đó làm, không cần phải gửi cho thầy, không cần phải làm gì hết. Thầy cũng không dặn dò gì hết luôn, mọi người muốn làm gì làm. Rồi, ví dụ bạn nào không biết hỏi, thầy sẽ chỉ và tôi sẽ trở thành một cái máy dạy cho các bạn, chứ không phải là ông thầy dạy các bạn nữa. Bởi vì tôi thấy các bạn học không phù hợp. Rồi, bắt đầu, thầy sẽ giải thích lại ha. Câu này các bạn sẽ có hai cách làm. Cách số 1 đó là bạn giải theo kiểu là đúng chuẩn bằng từ luận. Hàm số muốn đồng biến trên R thì các bạn phải giải mã được nó. Muốn đồng biến trên R thì yêu cầu bài toán sẽ tương đương với y phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Đó là kiến thức cơ bản. Vậy y phải của các bạn nó sẽ tạo ra thành là m bình trừ m tất cả nhân cho x bình cộng 2 hạ xuống nữa, vậy ra là 4mx cộng 3. Biểu thức này lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất A bằng 0, tự kiểm tra. Bài này là từng làm bài kiểm tra và làm rất nhiều lần rồi. Nản, tại vì thầy chỉ có thể nói về những cái mới thôi, để chỉ cho các bạn biết cái cũ mà tôi đã nói viết khang cổ họng rồi mà bạn cũng không coi lại nữa. Mà những bạn khác thì ta đã nắm được, không thể giờ đi quay lại nói cái chuyện mà ai cũng biết, chỉ có một hai người không biết. Rồi, tiếp theo, trường hợp thứ hai là trường hợp khi A khác 0 thì nó sẽ phụ thuộc vào A với delta tự xoay. Vậy là coi như giải quyết xong bài toán. Cách 2 đó là cách phụ thuộc vào một kiến thức đặc biệt hơn, đó là dùng máy tính để bấm. Đó là ta được quyền chọn hai đáp án gần nhất mà mình cảm thấy rằng phù hợp, lấy một cái con số m0 sao cho nhận loại được. Còn nhận loại cách nào cũng nói nhiều rồi, không hỏi nữa, bạn không coi lại thì chịu. Vậy sau khi lấy làm sao để biết thì ta có hai cách bấm. Cách số 1 đó là các bạn bấm vào hàm số fx đồng biến, có nghĩa là nó luôn tăng thì được gọi là đồng biến. Cách 2 là ta không bấm hàm f mà ta sẽ bấm vô cái hàm đó là hàm f' của x và được định nghĩa là đồng biến
Nếu cái giá trị đó đều mang dấu cộng thì nó được gọi là đồng biến. Chỉ cần một trong các con số đó không mang dấu cộng là loại bỏ liền. Xong. Rồi còn chuyện nhận loại và bấm hên hay không hên phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi bạn trong quá trình làm bài. Hết chuyện. Tiếp theo. Câu số 5. Hàm số đạt được điểm cực đại. Nhiệm vụ cơ bản là đạo hàm rồi lật bảng biến thiên. Là phương án đơn giản nhất đối với các bạn trong bài toán này. Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng vào kiến thức nhanh hơn để làm trắc nghiệm. Đó là F phẩy tại x0 bằng 0. F2 phẩy tại x0 nếu lớn hơn 0. Thì ngay đây sẽ là cực tiểu. Nếu F2 phẩy của x0 mà bé hơn 0 thì suy ra điểm đó là cực đại. Thì các bạn cũng có thể dùng cách này để giải quyết ra vấn đề. Nhưng nếu như để tìm chính xác cái điểm nào thì rõ ràng bảng biến thiên nó nhanh hơn so với cách dùng F2 phẩy. Tiếp theo, câu số 6. Khẳng định nào là đúng liên quan tới hàm trùng phương. Hàm này là hàm trùng phương. Đạt cực tiểu tại x bằng 0, không có cực đại, không cực tiểu, không cực trị thì kiến thức này là cơ bản. Xong. Bỏ qua. Số 7. Đề cho các bạn cái con này hỏi min max. Bao nhiêu bạn không làm được câu số 7? Đưa tay lên thầy coi thử này. Không làm được câu số 7. Đưa tay lên. Các bạn còn 5 giây để thể hiện điều đó. Rồi, hết 5 giây. Rồi, ok. Các bạn đều làm ổn. Vậy, cách để các bạn xử lý bài toán này. Hai cách làm. Cách số 1 đó là bấm máy tính Casio còn vô. Cách số 2 là giải bằng tự luận. Đó là ta sẽ đi tính đạo hàm nó y phẩy. Sau đó tự xét y phẩy bằng 0, coi có nghiệm hay không. Sau khi xong tính F tại A, F tại B và F tại các giá trị nghiệm xy mà nhận loại trong khúc này. Thỏa nằm trong cái khoảng mà đề yêu cầu. Điều này cũng đã chỉ rồi. Tiếp theo, câu số 8 đó là liên quan tới đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Rồi, vậy ta sẽ bàn về kiến thức liên quan tới đồ thị này luôn. Hình học để bữa sau. Rồi, hôm nay ta sẽ học tiếp về kiến thức hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Rồi, quy tắc để xử lý đồ thị này nó bao gồm các bước. Đây là hai La Mã. Thì bao gồm các bước như là các bước khảo sát hàm số cơ bản thì các bạn đã biết rồi, bao gồm tập xác định, rồi đạo hàm, xét y phẩy bằng 0, vân vân. Chỉ có điều khác là nó đi tìm thêm hai cái tiệm cận gắn vô thôi. Trong bảng biến thiên các bạn biết hết rồi. Thầy chỉ bàn về một thứ gọi là đồ thị của nó thôi. Ví dụ, ta sẽ có cái hàm số y bằng x trừ 3 trên x cộng 2 chẳng hạn. X cộng 1 đi cho số nó tính cho nó lẹ. Vậy từ đây trong lý thuyết các bạn xử lý thì các bạn có một cây gọi là tiệm cận đứng x bằng trừ 1 cho cái mẫu bằng 0. Tiệm cận ngang y được tính bằng 1. Nó được tính bằng công thức ở trên là trừ d phần c. Còn ở đây là a phần c. Trong quá trình các bạn vẽ, nếu để vẽ thì người ta sẽ xử lý thế này. Đầu tiên là hai trục tọa độ. Vẽ hai cái trục tọa độ ra. Y, hết góc tọa độ. Sau đó người ta sẽ xử lý tiếp hai cái tiệm cận. X bằng trừ 1, Y bằng 1. Tiệm cận đứng, X bằng trừ 1,
thường trong hình vẽ thì người ta sẽ vẽ đứt nét là x bằng trừ 1, vẽ đứt nét ha, hoặc là vẽ cái khác màu lên để dễ nhìn. Tiệm cận ngang y bằng 1. Y bằng 1. Ví dụ hồi nãy cái giao điểm Y là giao điểm giữa hai cái trục, hai cái tiệm cận, thì cái điểm này là điểm đối xứng của đồ thị. Và để vẽ cho chính xác á, thì người ta sẽ hay cho điểm, nếu như bạn nào mà cần cái bảng giá trị để ta vẽ. Bảng giá trị người ta hay cho như sau. Đối với thầy ha, đầu tiên thầy sẽ cho ngay cái tiệm cận đứng là x bằng trừ 1 ngay đây để sổ hai gạch xuống, sau đó cho thêm bên phải 3 điểm, bên trái 3 điểm là vẽ được thôi. Cho 3 điểm bằng cách là lấy tiếp 0, 1, 2, cho sao cho đẹp để vẽ thôi. X bằng 0 đưa thằng này bằng trừ 3, x bằng 1 thế số vô ra thằng này bằng trừ 1. Rồi tiếp tục x bằng 2 thế vô, kết quả ra là trừ 1/3. X bằng 0, y bằng trừ 3. Ví dụ bóc điểm nè. Trừ 1, trừ 2, trừ 3. Khi vẽ thằng này rất dễ bị nhầm ở cái chỗ là nó liên quan tới cái trục tọa độ, rồi nó liên quan tới hai cái tiệm cận. Nhìn nó rất dễ bị nhầm khi chia đơn vị. X bằng 1, y bằng trừ 1. Đây, 1 điểm, đây, 2 điểm. X bằng 2, y bằng trừ 1/3. Và khi vẽ, người ta sẽ căng như thế này. Người ta sẽ bắt từ cái đường sát tiệm cận, quăng cây thước parabol vô. Rồi, ôm cái... quăng cây parabol vô, rồi ôm theo các cái điểm. Đó. Và nó chạy gần sát tới đường tiệm cận, không chạm vô được đường tiệm cận. Ở đây thì tại vì thầy vẽ không được đẹp nha. Tương tự như vậy cho bên đây thêm 3 điểm, hoặc lấy từng điểm đối xứng với điểm Y, lấy từng điểm đối xứng với điểm Y, đấy, đối xứng qua thì phát thảo hình vẽ thôi. Đó, nó sẽ có đồ thị nó gần gần giống như thế này. Thì tùy các bạn vẽ cho nó đều lại thì nó đẹp, còn không được đều thì hình dung ra được như vậy cũng tạm chấp nhận. Thì đồ thị có hàm bậc nhất trên bậc nhất, nó bao gồm hai nhánh đồ thị này, nó sẽ được tách ra bởi các cái tiệm cận. Khi vẽ không nhập vô ở đây. Nhưng như khi đã nói, bàn về đồ thị thầy chỉ quan tâm một trong các cái thứ này thôi. Thứ nhất đó là liên quan tới về tiệm cận. Khi đọc cái đồ thị này, đây quy tắc để đọc nha, xem kỹ giùm thầy các quy tắc. Quan tâm giùm thầy một trong các vấn đề tiệm cận đứng y, xin lỗi, tiệm cận đứng là x. X được tính bằng là trừ d phần c. Ví dụ trên hình vẽ này, tiệm cận đứng đang nằm ở bên trái của trục tung nên nó bé hơn 0. Thì các bạn suy ra được dấu của a, của d với c. Thứ hai, tiệm cận ngang y được tính bằng a trên c. Đây, tiệm cận ngang đường màu đen. Đó. Nó sẽ đang trên hình vẽ này, nó nằm ở trên trục hoành nên nó lớn hơn 0. Số 3 đó là liên quan tới giao với các trục tọa độ, và nó quan tâm tới giao với OI là đầu tiên. Lý do giao với OI, thí dụ trên hình vẽ này giao với OI ngay điểm này. Ngay điểm này nó được một cái rất đặc biệt, đó là x bằng 0. Nên thế x bằng 0 vô, x bằng 0 mất, x bằng 0 mất, y của các bạn sẽ được tính bằng giá trị là b phần d. Giả sử ngay cái điểm này nằm ở dưới trục hoành nên giá trị này bé hơn 0, các bạn cũng suy ra được dấu của b với d khi hai thằng đã nhân lại. Số 4, tìm tiếp giao với trục OX, có nghĩa là y bằng 0. Cho cái biểu thức này bằng 0
nên các bạn sẽ suy ra được là AX cộng B bằng 0. Mà AX cộng B bằng 0 thì suy ra được X sẽ bằng là trừ B trên A. Vậy ta sẽ xác định được dấu. Thí dụ giao ngay chỗ này thì cái giá trị này lớn hơn 0 bởi vì nó nằm bên phải trục OI, lớn hơn 0. Đó. Nên suy ra được X bằng trừ B trên A. Các bạn cũng suy ra được thêm các cái điều kiện tương ứng. Ngoài bốn cái này ra, người ta còn nhìn thêm một cái nữa. Đó là quan tâm tiếp về đồng biến, nghịch biến. Tức là quan tâm tới cái cuối cùng là cái số 5. Y phẩy. Coi coi hàm số này là nó đồng biến hay nghịch biến. Công thức tính nhanh của Y phẩy AD trừ BC chia cho cái mẫu bình phương. Thì cái mẫu nó luôn dương rồi, chỉ cần xét cái tử thôi. Ví dụ trên hình vẽ này, đi từ trái qua phải, đi từ trái qua phải đồng biến. Đó. Thì đây là cách để các bạn đọc đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Rồi chút xíu sẽ mở lại mấy câu liên quan tới bậc nhất trên bậc nhất. Ta sẽ đọc nó để cho quen. Đây là bốn thứ, năm thứ cực kỳ quan trọng khi xử lý. Rồi. Sao số 30 vô lại được trong nhóm chưa 30? 30 ơi. Ồ, 30 vô không được luôn hả? Rồi, ta bàn lại cái bài hôm bữa. Đọc đồ thị. Bàn ở mức độ cơ bản 5 điểm, 6 điểm. Rồi, đó, có mấy cái hàm bậc nhất trên bậc nhất. Rồi, thí dụ trên câu 13. Đó, để cho cái hình vẽ này hỏi thằng nào là đồ thị của hàm số ở dưới. Rồi, đâu các bạn nhìn lướt qua đây, thầy sẽ chỉ cách để giải quyết. Đầu tiên khi muốn làm, ta sẽ để ý về cái tiệm cận trước. Tiệm cận trong quá trình hình vẽ nó sẽ vẽ bằng đứt nét, hoặc nó sẽ vẽ liền nét nhưng không có dấu mũi tên. Dấu mũi tên là trục tọa độ để sự phân biệt trong đồ thị nó tồn tại. Đây, tiệm cận đứng X. Đó, trên hình vẽ của các bạn, đây là X bằng 1. Vậy thứ nhất, đây là đồ thị của hàm bậc nhất trên bậc nhất. X bằng 1, thằng này không phải bậc nhất trên bậc nhất, thằng này không phải. Chỉ còn hai thằng này, tiệm cận đứng X bằng 1 nên X trừ 1 bằng 0. Vậy coi như không loại được ai. Tiếp tục dùng tiếp tiệm cận ngang để coi coi loại được nữa không. Đây, tiệm cận ngang căn ngang ra. Vậy ngay chỗ đường này là Y bằng 1. Y này được tính bằng A trên C. Câu này Y bằng 2 trên 1 bằng 2. Khác thằng này, loại. Để thằng này làm đáp án hết chuyện. Đó. Đọc đồ thị nó chỉ đơn giản có vậy thôi. Ví dụ để đọc tiếp đồ thị này nữa,
ta sẽ tập đọc tiếp về tìm giao với 20 tọa độ, tìm giao với OI. Ví dụ ngay chỗ này, ta sẽ ước lượng ngay cái điểm này nó khoảng khoảng tầm -1, bé hơn 0. Ví dụ x bằng 0, đây y bằng -1, ổn nè. Hoặc giao với OX, đây ngay đây tại con y bằng 0, x này nó ra là -1 nè. Thì cái này là cách đọc thôi, còn mỗi người thì phải tự luyện tập để tăng khả năng. Đâu, để thầy coi coi xong bạn ấy chưa thấy gì luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, cũng giống như vậy, đồ thị câu số 16. Hỏi thằng nào là kết quả? Rồi, bắt đầu. Ta cũng sẽ tập xử lý hai cái tiệm cận là hai cái mà các bạn sẽ nhìn đầu tiên. Đây, tiệm cận trước. Đó, tiệm cận đứng. Trục tọa độ cắt ngay tại đây -1 nên x này bằng -1. Đây, thí dụ như để phóng lớn lên tí xíu cho các bạn dễ nhìn. Mà phóng lớn thì thấy số thôi chứ mấy kia cũng khó thấy. Rồi, trả lời như cũ đi nha. Rồi, ví dụ đây. X bằng -1, vậy ta sẽ coi coi những thằng nào ở dưới mẫu là x cộng 1 bằng 0. Đây, thằng này ra là x bằng 1, loại. Thằng này giữ, loại. Tiếp tục, ta sẽ nhìn tiếp tiệm cận ngang. Đây, tiệm cận ngang, căn ngang ra. Và đường này là đường y bằng 2. Hàm số này là có y bằng 2 phần 1 bằng 2 là nó đúng, và nó đúng nó mới được giữ lại chứ làm ơn đừng có thấy nó đúng cái khoanh nó rồi lội thằng bên đây thì coi chừng chết, bởi vì dư hiểu biết thì gán chịu nha. Nếu nó sai thì lội nó liền không nói, còn nếu nó đúng thì phải đúng hết tất cả nó mới gọi là đúng, hoặc các bạn giữ nó lại rồi lội được thằng kia thì mới tin nó làm đáp án. Còn cái này là vài bạn hôm trước đã từng bị sai và thầy muốn các bạn làm ơn trắc nghiệm phải làm sao thật kỹ. Các bạn chỉ cần ẩu ẩu một chút xíu hết chuyện thì nói. Rồi, tiếp theo. Ở nó đâu kêu đăng nhập vậy? Rồi rồi, để thầy xử lý cái này cho bạn cái nha. Chờ thầy xíu. À, các bạn thử nhìn tiếp và coi giải quyết tiếp mấy cái phần tiếp theo thế nào nhé. Là con sử dụng trên điện thoại hay là trên laptop, trên máy tính? Trên điện thoại là khi mà mở cái link ra là nó yêu cầu là đăng nhập hả? Rồi vậy thì cái đó là cái app đó nó bị lỗi, gỡ app ra. Nghe kịp không? Rồi gỡ app ra. Rồi sau đó download lại cái app mới lại, rồi làm lại giống như mấy thao tác bình thường vậy đó. Rồi ok, làm lại đi nha. Thí dụ như quá trình học buổi nào bạn nào có bị kẹt, bị sự cố gì đó thì một các bạn chat trực tiếp vô trong nhóm luôn, hoặc là bạn alo thầy một cái. Thì thật sự may mắn là thầy mới mở vừa ra thầy thấy, chứ còn bình thường thầy không có đủ thời gian để ngồi coi bạn nào vô được không vô được đâu nha. Rồi, vậy thì rõ ràng tiệm cận ngang thằng này giữ, tiệm cận ngang của thằng này cũng vậy, y bằng 2/1 là 2, vậy coi như tiệm cận ngang không loại được ai. Tiếp tục, nhìn tiếp giao với từng trục tọa độ, giao với OX, giao với OY, như đã nói tìm giao với OY trước, tại vì nó dễ nhìn hơn. Đây, ngay điểm này, tức là xét x bằng 0 trên hình vẽ này y bằng -1. X bằng 0, thế x bằng 0 vô, mất này ra y bằng 3. Sai rồi, về đủ, ôm thằng này về mà không cần giải quyết nữa. Trắc nghiệm thì phải làm như thế. Thầy chỉ sợ rằng các bạn đôi khi hời hợt quá, các bạn nhìn thấy thằng này vô nhà vô, thằng này đúng được cái bạn chốt nó luôn,
thì nguy hiểm. Chỉ xui xui là các bạn làm điều đó nó trúng thì điều đó nó mới xui thiệt. Là các bạn cứ nghĩ như vậy là chân lý thì chết, mới chết như vậy nó chết nó mới đau, nên gán đi sợ nó lại. Rồi tiếp tục, thí dụ câu 26, đây là đề thi chính thức trong năm 17 đó, đề cho cái đồ thị này, đề nó chỉ hỏi là dựa vào đây hỏi mệnh đề nào là đúng. Thì các bạn cũng phải để ý một điều là đáp án nó hỏi cái gì. Ví dụ nó hỏi tiệm cận đứng, nó hỏi tiệm cận ngang, hay nó hỏi về đồ thị, thì giờ bài toán này nó chỉ hỏi liên quan tới y phẩy thôi đó, y phẩy. Vậy thì ta sẽ chốt thế nào, là đồng biến hay nghịch biến? Đồ thị đi từ trái qua phải, đây xuống nè, trái qua phải xuống nè, vậy thì khi đó y phẩy bé hơn không, vậy thằng nào y phẩy lớn hơn không là đi, lớn hơn không là đi. Vậy giờ chỉ còn có một cái là r, hay bỏ đi một số. Thì đối với thằng này tiệm cận đứng là y bằng 1, nên suy ra hàm số này là r, bỏ đi phần tử là 1. Vậy khi đó nó sẽ đạo hàm bé hơn không với mọi ý thuật r là xong, chỉ còn có thằng này mới đúng thôi. Đó là cách đọc đồ thị ha. Thầy nghe. Sao cái chỗ sao hiểu đi mẫu thì con quên là tại sao vậy? Không biết luôn. Tại vì nó ngay cái tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng được tính bằng công thức là x được tính bằng trừ d trên c. Trừ d trên c này nó rơi vô cái mẫu nè. Cái mẫu thì bằng 0 mới có được điều đó. Vậy có nghĩa là r phải hiệu đi cái phần tử là trừ d trên c. Thì trong cái tập xác định bắt buộc phải bỏ đi cái giá trị đó ra. Giá trị đó nó nằm vô trong cái tiệm cận đứng của đồ thị. Kịp không? Rồi, ok, cảm ơn bạn. Thì cũng giống như bạn 39, thầy cũng muốn nói với các bạn một điều, đó là trong quá trình giảng bài thì chắc chắn một điều là không phải cái gì các bạn cũng nắm. Nếu bạn cảm thấy rằng kiến thức này cần thiết cho các bạn trong quá trình xử lý vấn đề thì nên chủ động. Thí dụ, nói thầy ơi, dạ em không hiểu về chỗ đó. Thật sự tôi không ngại gì chuyện giải thích lại cho các bạn. Nhưng với kiến thức nó tầm vừa vừa thì còn chỉ được. Chứ còn giờ ngay đây mà, thầy ơi ngay đó đạo hàm tại sao ra vậy thì nó hơi căng cho thầy quá. Hoặc là ngay đây, thầy ơi tại sao nó đi xuống thì nó đồng biến hoặc là nó nghịch biến. Thì có thể nhắc liền thì thầy nhắc được. Nhưng nếu như cứ hỏi hoài những chuyện cơ bản đó thì thầy hơi khó chấp nhận được trả lời nha. Nhưng mà thật sự là có cái gì nè. Ta làm việc cứ thật lòng với nhau thôi, thoải mái mà làm việc. Và chuyện nó dễ lắm, tôi cũng rất là dễ, tôi không có khó chuyện gì, chuyện giảng cho các bạn hết á. Chỉ có điều là tôi không đồng ý những bạn là lười, không thèm học bài, mà kêu người khác cứ phải nói tới nói lui về những cái chuyện mà ai cũng biết, chỉ có mình bạn không thèm học, các bạn không biết thôi. Thực tế bạn cũng không phải là cần để biết nữa, mà tại vì do vô tình bị kêu trúng hay sau đó buộc phải trả lời, chứ các bạn cũng đôi khi không quan tâm, mà học không quan tâm nó phí lắm. Thà là thầy nói thầy làm chuyện gì đó khác, hoặc là tôi nghỉ, tôi ngủ, hoặc là tôi làm chuyện gì đó khác. Chứ còn khi dạy các bạn mà không hiệu quả thì tôi chính tôi là người thấy khó chịu trước, không phải chờ các bạn thấy mà học không được đâu. Rồi tiếp theo tôi coi còn câu nào đề thị nữa không. Đây tiếp cũng giống như câu đó nhưng mà nó cho khác đi chút xíu. Đâu 39 luôn, mới giờ trả hỏi đấy. Giờ đầu tiên đồ thị này đồng biến hay nghịch biến? Dạ nghịch biến. Rồi vậy khi đó y phải âm hay dương? Dạ y phải âm. Âm. Vậy gạt câu này, gạt thằng này, còn lại hai thằng đây, chốt thằng nào? Giải thích. À, chốt câu C. Chốt câu C. Tại sao? Ở trên nó cũng có một cái liên quan tới số 1 nè, có liên quan tới số 2 nè. Nãy thì nói gì? Nó khác. R khác cái tiệm cận đứng gì? Tiệm cận gì? Rồi chấp nhận, bỏ đi cái tiệm cận đứng. Rồi chấp nhận, chốt câu C. Rồi tiếp theo. Đây, đề này của Sở Cần Thơ cho đề cũng nó cũng dễ thôi, không có.
Rồi, đọc đồ thị. Tôi sẽ giành quyền ưu tiên luôn, tôi tự đọc. Rồi, tìm cân đứng. X bằng trừ 1. Vậy ta coi coi thằng nào bằng x bằng trừ 1 ở dưới mẫu giữ. Bốn đáp án đều là bằng trừ 1, không loại được, chịu. Tiếp tục tìm cận ngang. Nhìn vô đồ thị ha. Đề này nó cho số 2 nha. Đó, y bằng 2. Câu A, y bằng 1 phần 1, loại. Câu này, y bằng 2, giữ, chưa loại. Tương tự giữ, chưa loại, giữ luôn, chưa loại. Vậy mới tiệm cận, hai tiệm cận mới loại được có một hàm thôi, còn lại 3 hàm. Tiếp tục ta sẽ nhìn giao với hai trục tọa độ. Thí dụ ngay chỗ này, giao ngay đây. Giao với UX, giao với UY. Thôi vậy để tìm giao với UY trước ha. Ngay chỗ này là x bằng 0 và y nó gần gần lân cận khoảng tầm số 1, ước lượng thôi, nhưng chắc chắn một điều là nó lớn hơn 0. Nó khúc giữa 0 với 2 thì nó khoảng tầm là 1. Thế thử câu B vô, x bằng 0, y bằng 1, tạm gọi là đúng, giữ lại. X bằng 0, y bằng trừ 3, loại. X bằng 0, y bằng 5, số 5 thì nó cao lắm ở trên đây, không phải rồi, đi luôn. Hết chuyện. Hoặc các bạn không thích có thể đi tìm giao với trục hoành x bằng y bằng 0. Thì ước lượng ngay chỗ này là x ở khoảng tầm trừ 1 phần 2, ước lượng thôi. Thí dụ câu B, x này bằng trừ 1 phần 2, gần bằng với mình. Thằng này ra x bằng 3 phần 2, ở trên tử bằng 0 đấy, loại. Tương tự thằng này x bằng trừ 5 phần 2, loại luôn. Đó, cách đọc. Nó cực hơn, nhưng mà mọi cái nó cũng có cái cực riêng của nó. Còn nhiệm vụ của các bạn muốn lấy được điểm khá thì phải cố gắng. Rồi, tiếp theo 30. Rồi bây giờ 30, với cái cách mà thầy mới giờ nói nãy giờ, bao nhiêu bạn cảm thấy rằng vẫn chưa ổn để giải quyết câu này, đưa tay lên, thầy giải thích lại. Câu 30, bạn nào cảm thấy chưa ổn cứ mạnh dạn đưa tay lên. Các bạn còn 10 giây nữa. Rồi, hết giờ. Ồ, được hết à? Hay vậy? 30 mới giờ vô, theo kịp không 30? Dạ, sơ sơ thầy. Sơ sơ, tự tin làm được này không? Alo, sao? Đầu tiên đồ thị này là của hàm nào? Alo, nó hàm có dạng gì? Alo, ôi ồn quá, thầy không nghe. Thôi tạm tắt đi ha, rồi ngồi coi các bạn khác. Rồi, thầy mượn một bạn khác thôi. 30, 31 đi bạn. 31 thôi. Dạ. Rồi, hàm này theo cách hiểu nó có dạng gì? AX cộng B phần CX cộng D. Rồi, tạm gọi là bậc nhất trên bậc nhất. Vậy ta loại đi hai thằng này. Rồi, bây giờ bạn nhìn được cái gì trong đồ thị này? Tìm cận đứng trước đi. Tìm cận đứng. Rồi, tìm cận đứng trong bài này là X bằng nha. X bằng trừ 1. Rồi, X bằng trừ 1. Vậy tức là dưới đáp án nó phải, ở dưới mẫu nó phải sao? Có nghiệm là trừ 1 hoặc là đưa ra thành được x cộng 1. Thằng này nhận hay loại? Dạ nhận. Nhận. Thằng này? Nhận. Nhận luôn. Vậy coi như x bằng trừ 1 chưa loại được. Tiếp tục tìm cận ngang. Y bằng mấy? Y bằng 1. Y bằng 1. Rồi câu A, y bằng nhau. Y bằng 1. Câu B. Y bằng trừ 1. Y bằng trừ 1. Vậy nhận loại được chưa? Dạ được câu A.
Rồi thằng này để cho bạn. À, tốt, cảm ơn bạn. Tiếp theo 31 thì nó giống giống như kia rồi. Rồi thì chuyện đọc đồ thị cơ bản thôi ha. Có điều kiện thì thầy sẽ nói tiếp. Rồi đưa vô cái bài kiểm tra của mình. Vậy đưa vô bài này. Rồi bây giờ sẽ mượn một bạn khác để giải quyết câu này coi. 32 32 ơi. Dạ. Yeah. Rồi, câu số 8. Đọc giùm thầy coi tiệm cận đứng là bao nhiêu? Dạ yeah, thầy, tiệm cận đứng là khi đó là số mấy vậy? Từ trường 1. Ngay đây là trường 1 á. Trường 1. Trường 1/2 là nó lấy ngay cái điểm bên đây này, ngay đây là trường 1. X bằng trường 1. Giữ được ai loại ai, giải thích. Bỏ được câu D. Rồi, chấp nhận. Lý do thằng này tìm cận đứng là nhiêu? Dạ là 1. Tốt. Tìm cận ngang y bằng nhiêu? Dạ tìm cận ngang y bằng 2. Tốt. Đâu nhìn coi coi. Giữ được ai loại ai? Bỏ câu B. Bỏ câu B. Bỏ câu câu C luôn. Rồi, tốt. Dễ mà. Cảm ơn bạn. Vậy là xử lý xong được khái niệm về hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Rồi, ta sẽ đi tiếp. Câu số 9. Đề cho biết đồ thị hàm số y bằng cái này cắt đồ thị này tại một điểm duy nhất, ký hiệu là ở đây. Hỏi tọa độ của y không. Vậy thì ta sẽ quay về thành một cái kiến thức về sự tương giao giữa hai đồ thị. Tức là tạm gọi một cái hàm số y bằng fx và một hàm số y bằng gx. Giao điểm giữa hai thằng này, hay còn gọi là số giao điểm. Nó còn được hiểu là số nghiệm của phương trình vành độ giao điểm fx bằng với gx. Giờ ta đi xét cái phương trình đó. Coi coi cái phương trình này nó có mấy nghiệm. Thì số nghiệm tương ứng với số giao điểm. Và khi có được x không thì ta sẽ suy ra được y không. Ta sẽ có được cái điểm này gọi là tọa độ giao điểm tương ứng. Tức là trong một số bài người ta hỏi cắt tại bao nhiêu điểm thì thay vì ta sẽ xét trực tiếp nó trên đồ thị, phải vẽ tụi nó ra, thì ta đi xét phương trình hoành độ giao điểm. Vậy với câu số 9 này, bao nhiêu bạn không biết cách làm? Đưa tay lên thầy xem thử ra. Câu số 9. Bao nhiêu bạn không biết cách làm? Đưa tay lên. Rồi, chờ thầy xíu nha. Rồi, hết giờ. Im lặng là vàng ở dưới ha. Được lắm. Rồi đâu thầy mượn thử một bạn số số 8 đi bạn. Số 8 ơi. Dạ. Rồi câu số 9 làm sao bạn? Dạ thầy là mình phải tìm phương trình hoành độ giao điểm. Rồi, vậy ta được phương trình đó là phương trình bậc 3. À, từ phương trình đó làm gì tiếp? Dạ, từ phương trình bậc 3 đó mình giải ra được một nghiệm. Chấp nhận. Cái được ít không? Và làm gì?
Dạ, mình ra được cái ít đó thì mình thế vô trong cái y nào cũng được hết. Dạ, chấp nhận. Thế vô trong một trong hai con y có được y không? Tại người ta hỏi y không. Dạ, cảm ơn bạn. Tốt. Số 10, quá quen thuộc rồi. Đó là đi tiệm cận ngang. Để nó hỏi gì thì chốt cái đó thôi ha. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một cái đoạn bấm máy hoặc là dùng từ luận để giải. Rồi, tiếp theo câu 12. Hỏi mình đề nào là đúng. Đây là hàm bậc nhất trên bậc nhất. Hàm không có tiệm cận. Sai, nó có hai cây. Tiệm cận ngang y bằng 3. Phải coi cho kỹ đúng vị trí ABCD chưa. Nếu bạn giỏi thì thầy không ý kiến, bạn có cách làm riêng của bạn. Còn bạn chưa giỏi thì nhớ những bài này luôn chuyển về thành đúng dạng trước đi. Rồi bắt đầu từ đây, không bao giờ bạn bị sai. Rất nhiều bạn nhào vô cứ lấy hai cái hệ số ngay chỗ này là tại vì thói quen mà. Đó, chốt vô một phát y bằng 3 ngay đây, thấy khoanh nó làm đáp án thì về núi liền luôn. Cẩn thận ha. Rồi, tương tự thì sau khi giải thích rồi thì ngay đây là kết quả. Dễ mà. Rồi, tiếp theo, câu số 13. Gọi M ở đây có tung độ bằng 5, tiếp tiến tại đây cắt UX UI lần lượt sao cho diện tích tam giác OAB bằng mấy. Rồi, câu 13. Bao nhiêu bạn tự tin làm được câu số 13 này rồi? Đưa tay lên thầy xem thử à. Bao nhiêu bạn tự tin làm được nó? Bạn còn 10 giây để thực hiện thao tác. Năm giây cuối. Hết giờ. Bài tập về nhà mà nhiều bạn chưa làm được thế này ạ. Rồi, thầy mượn bạn 22 giải quyết thử giùm thầy các bạn. Dạ alo. Rồi, thầy nghe. Alo. Thầy là có tung độ bằng 5. Rồi, tung độ bằng 5, tung độ tương ứng với gì? Dạ hay là y0. Chấp nhận. Tương ứng với y0 bằng 5. Giờ mục tiêu bài này bạn làm gì trước? Nói thử thầy nghe coi. Dạ hay là tìm ra x0. Tìm x0 rồi làm gì nữa? Tìm ra x0 rồi có hai tọa độ là A và B. Hai tọa độ A B lấy đâu ra? Lấy hai tọa độ A B lấy đâu ra? Là đầu tiên là có được y0 rồi. Rồi sao im ra luôn rồi? Tại ơi, giờ các bạn coi lại nữa. Sao? À, có tiếp chiếc xe cắt. Tiếp chiếc xe tại nào cắt trục UX và UB. Ừ, nhưng vấn đề thầy cũng đâu, thầy hồi nãy bạn chỉ nói là có được y0 bằng 5, suy ra được x0 bằng con số, thầy tạm chấp nhận. Nhưng mà từ đây làm sao tìm được AB? Có điều quan trọng á, làm sao tìm được AB? Có thể là nó cắt tọa độ x0 là nó có là... không với y. Không với y. Lần sau tìm. Rồi tìm được x0 với y0. Thế vô. Ở đâu? Thầy chỉ thấy được một điều nè. M thuộc đồ thị C có tung độ là 5. Chắc chắn suy ra được x0 là con số thầy tạm chấp nhận. Còn hai điểm AB thầy vẫn đang không thấy bạn tìm cho thầy bằng cách nào mà. Thôi. Tại sao thầy lại phải bắt các bạn nói? Tại vì nếu như thầy là người giải cho các bạn, tôi giải rất là lẹ,
tôi quăng vô cái là tôi nói cái chốc ngay đó vấn đề liền luôn. Nhưng mà thầy muốn xem coi cái sự hiểu của các bạn tới đâu, rồi các bạn cũng gắng tự lập luận trên cái sự hiểu đó. Có thể bài này bạn đã làm rồi, bạn làm một cách nào đó nó đúng, hoặc các bạn xem bài giải đâu đó thì không biết nó đúng rồi. Nhưng kêu các bạn vừa đọc lại cái đề và bật ra được ý tưởng để giải trong thời gian dưới 2 phút để làm được đúng chuẩn của trắc nghiệm, điều đó thật sự đòi hỏi các bạn rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có là giải được nó xong rồi rồi vứt nó qua một bên. Các bạn phải mọi một cái câu mà vừa có một cái đề lên á, các bạn chỉ có khoảng tầm 10 cho tới 30 giây đọc đề, tìm ý tưởng rồi bắt đầu giải quyết nó. Nên thầy cho các bạn đủ thời gian để các bạn coi. Nhưng mà cái này là các bạn đã làm rồi đó. Nhưng bây giờ thầy không biết các bạn làm rồi kiểu nào mà giờ cứ hỏi lên mà còn vậy, sao quá. Thôi thầy sẽ giải thích. Tùy thôi ha. Thực tế là cứ kêu các bạn hoài mà thời gian thì không đảm bảo. Nhưng mà không kêu thì thật sự là tính cách của thầy thì lại không muốn. Tại vì thầy có giảng cho các bạn chừng 3 cái đề, 4 cái đề mà các bạn không tự làm đúng nghĩa, thì giờ có giải chừng 80 cái đề thì nó cũng bằng không. Phí hết. Các bạn phải giải quyết được nè. Muốn làm được bài toán này, tôi nhắc lại về các ý tưởng để làm. Ít khi nào mà thầy ban thẳng nghe vấn đề lắm, mà tôi sẽ coi cái đề này hỏi cái gì, mình cần cái gì đi tìm. Diện tích tam giác OAB. Tam giác này là tam giác vuông tại O. Lý luận cơ bản thôi ha. Giả sử cắt thằng này tại điểm A, cắt thằng này tại điểm B. Về diện tích tam giác OAB, chắc chắn nó sẽ bằng 1/2 OA nhân OB. Đó là điều chắc chắn. Vậy có nghĩa là phải đi tìm được tọa độ của điểm A và tọa độ của điểm B. Ý tưởng ai cũng hiểu. Nhưng không phải cái tung độ này là 5 là IB và ra được X. Ngay đây nó không phải là X0 mà ngay đây nó không phải là Y0. Không phải. Hai cái điểm AB này nó lấy đâu ra? Để nó yêu cầu nè, nó là cái gì? Nó là giao điểm. Nhưng giao điểm của ai? Của tiếp tuyến tại M. Vậy hai cái điểm AB là giao điểm của tiếp tuyến tại M với hai trục tọa độ. Đây, với hai trục OX và OY. Vậy thì bắt buộc phải có được cái cây tiếp tuyến. Vậy thì cách để viết tiếp tuyến tại tiếp điểm thì nó y như cái bài câu số 1 của các bạn hồi nãy. Còn riêng bạn 22 hồi nãy có trả lời cho thầy nghe, nhưng thầy không thấy được bất kể cái gì mà bạn nói có dính vô tới tiếp tuyến. Mà không giải thích cho thầy dính được cái tiếp tuyến thì làm sao bạn giải quyết ngay được hai cái điểm AB. Các bạn có thể nói giải thích rằng trong tập em làm đúng á thầy, mà tại vì em nói nó rung quá hay là gì đó nó thiếu sót. Vậy thì sau này làm sao các bạn làm được những chuyện khác? Sau này làm sao các bạn đi phỏng vấn để làm việc với sếp lớn của bạn? Hoặc sau này những cái cuộc tạm gọi là đang tập cho các bạn một cái cách để giao tiếp, thuyết phục người nghe. Thầy đang là người nghe và tôi là một người nghe tạm gọi là thấu hiểu các bạn. Tôi đang cố gắng để hiểu mà bạn còn giải thích tôi không hiểu được thì làm sao sau này bạn giải thích cho người khác hiểu. Mà cái này là các bạn đã có sự chuẩn bị đấy. Thầy đang không phải kêu một bạn không biết giải, kêu bạn đang xung phong giải. Gán tự tập thêm nữa. Vậy quay vô, áp vô phương trình tiếp tuyến tại cái điểm M0. Lý thuyết hồi nãy có rồi. Vậy trên lý thuyết đường này tìm được. Sau khi tìm được mới giao với OX. Giao với OX thì ngay chỗ này là y bằng 0, tìm lại được tọa độ điểm A. Giao với OY thì x ngay đây bằng 0, tìm lại được tọa độ điểm B. Rồi khi có tọa độ của AB giải quyết ra được vấn đề. Hết chuyện để nói. Rồi, đó là cách làm. Thì thầy cũng cố gắng là muốn sửa trên từng cái đề, sửa chi tiết chút xíu. Thời gian có thể sẽ bị mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà sẽ làm cho nhiều bạn đỡ bị gọi là các bạn bị ảo tưởng hoặc là nghĩ nó không đúng, rồi các bạn nhào vô nó giải ra bị sai. Và làm một bài thì nó có lý do đi phân tích được các kiểu.
Bài này nếu đúng chuẩn thì đầu tiên phải có y không, nên suy ra x không, suy ra phương trình tiếp tiến, rồi làm giao điểm, rồi suy ra tam giác. Đúng chuẩn là làm cho từng bước đó. Nhưng thầy không muốn. Thầy muốn giảng cho các bạn theo cách khác. Đó là đề kêu cái gì, chốt cái đó. Thiếu cái gì, lắp cái đó. Và các bạn lắp được càng nhiều vô, thì bắt đầu mơi mốt khi làm những bài khác, các bạn sẽ có một cái cách để đi nó rất dễ. Rồi, câu 13, xong. Tiếp theo, câu 14. Đồ thị có hàm số này ở dưới giá trị nào của m thì phương trình này có 4 điểm phân biệt. Rồi, bắt đầu. Sẽ chỉ cho các bạn các cách. Cách số 1 là cách sử dụng bình thường về phương trình trùng phương. 2 là dùng đồ thị hàm số. Trong đây nó có dùng hàm trùng phương. Bây giờ thầy lấy một cái hàm bất kỳ là bắt đầu ráp vô về kiến thức ha. Rồi, ví dụ như giờ ta có một cái hàm bất kỳ đi. Ví dụ thôi ha. Ví dụ cho một cái hàm số y bằng fx, nó sẽ cho hai dạng như hôm trước cũng đã từng ví dụ. Nay chỉ là giải thích lại thôi. Nó cho hai dạng, dạng 1 là nó cho các bạn thành vẽ. Ví dụ nó cho biết y cực đại, giả sử ngay đây là 3. Y cực tiểu, ví dụ ngay đây là bằng trừ 1. Ví dụ như hàm số fx đang có hình vẽ thế này. Đề nó hỏi tìm m để phương trình là 3 lần fx cộng 4m trừ 1 bằng 0. Thí dụ thầy sẽ hỏi nâng lên một chút xíu. Đó là nó sẽ hỏi số giao điểm hay là phải là số nghiệm của phương trình này. Vậy thì cái phương trình sau ta sẽ trả về thành phương trình hoành độ giao điểm bằng cách giữ fx lại, chuyển dế hết thằng này qua đây thành trừ 4m cộng 1, tất cả đem chia cho 3. Vậy hàm fx để cho rồi, ta sẽ căng cái đường màu đen ra. Đây, ví dụ căng cái đường này, tạm gọi cái đường này là bằng m lớn đi ha. Vậy ta có y bằng m lớn, giả sử với hình vẽ này, thì nó sẽ cắt tại một điểm. Di chuyển cái đường màu đen cao lên tí xíu, trong hình vẽ này là nó chạm trúng ngay cực trị, ngay y cực tiểu. Đây, một điểm, hai điểm. Di chuyển cao lên tí xíu, nằm trong cái khúc giữa y cực tiểu tới y cực đại trong bài toán này. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Chạm tiếp chút xíu, trùng tới đúng ngay con y cực đại trong bài toán. 1 điểm, 2 điểm. Và lớn hơn y cực đại trong hình vẽ đó, 1 điểm. Đây là một bài ví dụ cơ bản về số nghiệm của phương trình. Dạng 1 là dạng cho đồ thị. Cũng giống như vậy, nó có thể hoàn toàn cho các bạn ở dạng 2 là dạng bảng biến thiên. Thì thí dụ bảng biến thiên nó sẽ cho ngắn gọn thôi. X, Y. Nó không cần cho Y phẩy cũng được. Trừ vô cực, cộng vô cực. Giả sử ngay đây nó cho X bằng trừ 2, X bằng 5. Rồi, nó có cái bảng biến thiên như sau. Lên, xuống, lên. Giống như hình vẽ này, nó sẽ cho là 3. Rồi, trừ 1. Ngay đây là trừ vô cực, ở trên đây là cộng vô cực. Thì bảng biến thiên nó chỉ có hai nấc thôi, thấp, cao. Muốn làm được con này, ta phải nâng cái nấc nó lên. Thằng nào thấp, nằm hoàn toàn ở dưới, thấp hơn, cao. Nằm cao lên chút xíu, cao nữa, cao tiếp nữa. Y hệt như hôm bữa đã từng giải thích rồi. Vậy trừ vô cực lên tới 3, 3 cao hơn, nó rớt xuống trừ 1. Trừ 1 vẫn còn cao hơn trừ vô cực. Lên lại cộng vô cực. Đó, giả sử hình vẽ. Trừ vô cực 3 trừ 1 cộng vô cực. Cũng giống y chang vậy, sau khi các bạn đã chuyển ra thành phương trình hoành độ giao điểm của fx bằng gì đó,
cũng giống như trang vậy, căng từng đường lên. Nếu đề nó yêu cầu là chạm vô trúng chỗ nào để có ba nghiệm thì ta phải coi coi điều kiện ba nghiệm nó nằm ở khúc nào. Muốn rơi vô được đây để có được ba điểm này thì nó phải lớn hơn trừ một, nó phải bé hơn ba thì nó mới cắt tại ba điểm được. Rồi đó, dạng số 2 thì tùy theo trong bài nó sẽ cho các bạn các cái dạng tương ứng. Còn bây giờ sẽ bàn về một cái đồ thị cuối cùng nữa là hàm số trùng phương để ta biết cách vẽ cũng như biết cách xử lý về đồ thị. Rồi tạm bỏ đây ha. Rồi, lâu lâu mới thấy mình chia ra cũng được được, cắt ra. Các bạn nào nghĩ hay gì đó muốn coi gì đó coi. Rồi, bây giờ ta sẽ bàn vô cái đồ thị cuối cùng trong hình vẽ, trong các kiến thức mình được học ba la mã. Đó là đồ thị hàm số trùng phương. Rồi, đồ thị hàm số trùng phương thì cái cách xử lý nó cũng gần gần giống như hệt vậy thôi. Tại vậy thì bàn về đồ thị thôi ha. Thì ở đây đối với hàm trùng phương, ta sẽ có các cái hình vẽ như sau. Nó có các cái trường hợp. Đó là nếu xét khi A lớn hơn 0. Và trường hợp thứ hai là khi A bé hơn 0. Ta sẽ bàn về ba cực trị trước. Điều kiện để hàm có ba cực trị y phẩy bằng không có ba nghiệm phân biệt hoặc là cái tích a nhân b bé hơn không thì đồ thị của nó sẽ được hiểu như thế này. Luôn luôn nó có hai cái trục tọa độ OX và Y. Hình vẽ của nó là thế này. Buồn ngủ rồi đó. À, tạm đi ha, nó giống giống như chữ W vậy đó. Rồi, hai cái điểm ngay đây, cực tiểu ngay đây, cực đại. Do A lớn hơn 0, cái đuôi của đồ thị nó đi lên. Tương tự nếu A bé hơn 0 thì cái đuôi đồ thị nó sẽ hướng xuống. Lời vẽ hai cái trục rồi, chơi luôn đồ thị cho nó nhanh. Thì khi đó nó giống giống như chữ M. Đây, cái đuôi hướng xuống do A bé hơn 0. Thì nó sẽ có, đây là cực đại. Còn cái điểm ngay đây là cực tiểu của đồ thị. Kiến thức này hôm trước học về cực trị ta cũng có nói sơ sơ về nó. 11 các bạn sẽ gặp những cái bài toán ở mức độ phức tạp hơn về cực trị nữa. Nó tạo ra thành mấy cái tam giác trong hàm trùng phương nó còn phức tạp. Chừng nào tới đó thầy nói nữa. Tại vì học mà sâu vô một vấn đề là các bạn rất là dễ bị đuối. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chỉ có một cực trị. Thì sử dụng cái tích A nhân B thì chút xíu nói. Y phải bằng 0 nó chỉ có một nghiệm thôi. Tích A nhân B lớn hơn hoặc bằng 0. Cũng giống vậy, khi A lớn hơn bằng 0, cái hình vẽ của nó gần như trở thành parabol. Vậy, giả sử nó được vẽ như thế này. Đó, nó gần gần giống như parabol vậy đấy. Nó chỉ có một cực trị. Và nếu như A lớn hơn 0, thì ngay đây nó sẽ là cực tiểu. Tương tự bên đây, nó sẽ có hình vẽ giống thế này.
Đó. Và cái điểm này là cực đại. Còn A lớn hơn 0 nên cái đuôi nó hướng lên, còn này cái đuôi nó hướng xuống, A bé hơn 0. Đó. Thì hình vẽ về hàm trung phương. Về đưa vô thì có thể cho hình vẽ hoặc nó có thể cho các bạn về đồ thị của hàm. Thì đây là hai cái chính xác, nếu như dựng hình ra thì nó có tổng cộng là 4 trường hợp tùy theo A âm, A dương. Rồi tùy theo một cực trị hay ba cực trị. Vậy đưa vô trong bài hồi nãy nó cho. Bây giờ câu 14 thầy sẽ chỉ cho các bạn hai cách để làm. Ồ, hên vậy nó có cho sẵn hình vẽ luôn à. Rồi, vậy hên quá. Nó cho đồ thị sao là đồ thị có hàm số ở dưới đáp án. Rồi, để thầy cắt ra cho các bạn dễ nhìn. Rồi nếu như mà những cái đề mà nó thương các bạn, người ta sẽ cho mình sẵn luôn cái hình vẽ, thì nên thầm cảm ơn cái đề. Tại vì những cái đề đó nó giúp cho các bạn đỡ mất thời gian để lập bảng biến thiên. Nhưng cũng từ hình vẽ này coi chừng chết với nó. Rồi bây giờ một, lấy từ hình vẽ này. Đề đang cho hàm số ở đây trừ x mũ 4 cộng 4x bình đang được hiểu là đồ thị fx. Nó vẽ sẵn cái hình vẽ. Đề nó hỏi cái phương trình số 1. Vậy thì từ cái phương trình số 1 các bạn phải làm sao xuất hiện ra được hàm số f. Phải làm xuất hiện ra được hàm đó. Nếu không xuất hiện được đưa vô là sai liền. Để ý phương trình này của các bạn đang là x mũ 4 trừ 4x bình cộng m trừ 2 bằng 0. Mà ở trên đây là trừ x mũ 4, còn đây là x mũ 4. Vậy nhân 2 vế cho trừ 1 dùm thầy, để nó biến về thành hàm trên. Trừ x mũ 4 cộng 4x bình trừ m cộng 2 bằng 0. Vậy ta sẽ giữ cái hàm f lại, thảy thằng kia bài qua. Vậy từ đó ta sẽ có trừ x mũ 4 cộng 4x bình bằng ba thằng kia qua m trừ 2. Rồi, mọi chuyện biết hết rồi. Để yêu cầu là có 4 nghiệm. Vậy thì theo cách hiểu, ta sẽ căn cái đường ra để cắt tại 4 điểm. 1, 2, 3, 4. Nó phải thấp hơn y cực đại và phải cao hơn con y cực tiểu. Thì khi đó mới cắt tại 4 điểm được. Vậy m trừ 2 lớn hơn hẳn 0 ngay tại cực tiểu. Lớn bé, lớn hơn hẳn 0, bé hơn 4. Rồi từ đó giải ra được m. Trong đáp án của các bạn nó có sẵn đáp án của câu A, rất là dễ thương. Đó, cũng có được 0 với 4. Ôi nhìn vô đây, 0 ngay là 4 nằm giữa, chắc chắn cắt tại 3 điểm, 4 điểm. Chốt ngay đây làm đáp án. Xong, chúc mừng về núi ở. Lý do là chưa giải ra được m. Ngay đây muốn tìm ra được m thì phải chuyển giấy qua ra được 2 bé hơn m, bé hơn 6 mới có được kết quả. Rồi, đó là cách sử dụng về đồ thị. Còn cách thứ hai đó là cách mà đề nó hỏng cho đồ thị ở đây. Không có. Vậy khi hỏng có đồ thị thì buộc lập bảng biến thiên để tạo ra đồ thị. Thực tế ta chỉ cần bảng biến thiên thôi, tại vì đồ thị nó vẽ mất rất nhiều thời gian. Không muốn vẽ thì cũng giống vậy đó, cho các điểm rồi vẽ. Nên ta lập bảng biến thiên ra, rồi từ bảng biến thiên đó, giống như hồi nãy thầy có cho ví dụ đó. Cách số 3 đó là cách
M cho sẵn ở dưới đáp án rồi. Thế M vô, dùng máy tính, bấm. Lấy máy tính bấm, coi coi thằng nào ra được đúng yêu cầu thì lụm. Thí dụ đây yêu cầu là cắt tại 4 điểm thì đưa vô bấm máy tính phương trình bậc 4. Coi nào ra được đúng 4 nghiệm phân biệt thì giữ nó, không được thì loại. Loại dần thì các bạn sẽ được đáp án đúng. Rồi, hết câu 14. Bạn nào cần giải thích gì đó lại liên quan tới câu 14 thì hỏi, thầy sẽ phụ giải thích lại. Có thầy, thầy. Thầy nghe. Câu 14 có nãy lúc trước con có giải theo kiểu là con đặt T ra xong rồi con xét cái phương trình T để nó có 4 phân biệt, thì cái phương trình T nó có hai nghiệm dương phân biệt, có thể cái nó cũng đúng ra rồi. được. Đúng rồi. Thì đó là cái cách giải theo kiểu phương trình á. Được. Tức là cách mà bạn số 39 mới vừa nói là cách được gọi là đặt ẩn phụ rồi giải. Thì phương trình này là phương trình trùng phương giúp các bạn giải quyết được. Nhưng thí dụ đề yêu cầu là có đúng 3 nghiệm hoặc có đúng 2 nghiệm hoặc là tìm điều kiện sao cho vô nghiệm là cả một vấn đề không nhỏ. Nên khi đó người ta sẽ dùng qua đồ thị, nó sẽ giải quyết được nhiều bài toán đặc biệt hơn so với dùng hàm số bình thường, so dùng phương trình bình thường. Nhưng mà vẫn được nhé. Các bạn thấy cách nào phù hợp với mình thì làm cách đó. Rồi, tiếp. Câu số 15 hỏi bảng biến thiên này là của đồ thị hàm nào? Thứ nhất, định nghĩa này cho các bạn được hàm trùng phương. 1, 2, 3, 4, trùng phương hết, không loại được. Cái đuôi của đồ thị đi lên nên A lớn hơn 0. 1 phần 4, 1 phần 2 trừ 1 phần 4, loại của B, còn lại thằng này. Sau đó ta dùng giá trị đặc biệt để xử lý. Thì trong đây có những giá trị rất ư là đặc biệt. X bằng 0, Y bằng 5 phần 2. X bằng 0, Y bằng 3 phần 2, loại, giữ lại được hai thằng này. Sau khi còn lại C với D, thử tiếp các giá trị đặc biệt ở đây nữa. Coi thằng nào thỏ thì khoanh, thế thôi, dễ mà. Tiếp theo, câu 16. Cũng giống vậy, hỏi đồ thị này là của thằng nào? Đây là đồ thị của hàm số bậc 3. Hệ số A đi lên, A lớn hơn 0. Bậc 3 A dương giữ, A âm loại, A dương giữ, A âm loại. Dùng các giá trị đặc biệt để xử lý. Thì trong đây có cái điểm rất đặc biệt, đó là X bằng 0, Y bằng 1. X bằng 0, Y bằng trừ 1, đi. Rồi xong, chuyện để nói. Số 17, bảng biến thiên này là của đồ thị nào? Thì thứ nhất, đây là đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất, bốn đáp án đều giống nhau. Ta nhìn tiếp về tiệm cận. Tiệm cận nhìn bằng đồ thị hoặc nhìn bằng bảng biến thiên. Đây là tiệm cận của nó. X bằng 2. Câu A, X bằng trừ 1, đi. Câu B, đi. Giữ lại được C với D. Tiếp tục nhìn tiếp tiệm cận ngang. Đây, tiệm cận ngang, Y bằng 1. Y bằng 1. Câu C, Y bằng 1, giữ. Câu D, Y cũng bằng 1, giữ luôn. Vậy thì giờ giữ hết cả hai thằng này thì giờ đi tìm cái gì? Trong hình vẽ của bảng biến thiên không thể hiện cho các bạn được giao với hai trục tọa độ, mà nó chỉ có thể hiện được đồng biến, nghịch biến. Vậy Y phẩy. Vậy Y phẩy của câu C đạo hàm nhanh lên, nhân chéo lên ha. Đó, kết quả của các bạn ra là 1 chia cho cái mẫu tất cả bình. Mà 1 thì giá trị này dương nên suy ra là đồng biến. Còn con này nó là nghịch biến. Xong. Hết chuyện. Thì cái này phải giải rất nhiều, đặc biệt nhiều thì mới nhìn thấy được ha. Tiếp theo, câu 18. Câu 18, các bạn hoàn toàn có thể xử lý theo cách hiểu về đầu tiên là trắc nghiệm. Rồi, thầy nói lại về trắc nghiệm một lần nữa, về cách dùng máy tính để bấm. Muốn cắt tại bao nhiêu điểm thì bắt buộc phải xét phương trình hoành độ giao điểm. Cách số 1 đó là bấm máy về trắc nghiệm, tại vì đáp án cho sẵn M rồi. Vậy chuyển giới qua ta sẽ được phương trình này,
Vậy chuyển m qua thành trừ m bằng 0. Thì rõ ràng phương trình này là phương trình bậc 3. Thầy sẽ lựa hai đáp án gần nhất A với B. Thầy chọn con số, ví dụ lấy m bằng 3 chẳng hạn. Câu A có số 3, B không có. Vậy mở máy tính lên giải phương trình bậc 3. Mod 9, 2, 3. Nhập hệ số vô. 1. Làm ơn đọc cho đúng mấy cái hệ số của nó một cái. 0. Tiếp tục trừ 3. 2. Trừ đi cho 3. Máy tính nó tự tính. Kết quả 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm phân biệt. Vậy m bằng 3 nhận. Loại được câu này. Rồi tiếp tục. Xui quá, nhận được có 1 con. Loại được có 1 con. Còn chuyện này là chuyện hơn xui. Không ai nói trước được. Tiếp tục thế thử m còn lại các đáp án. Thí dụ A với C lấy m bằng 0. À, không thì không được, lấy m bằng 4. A không có, C có. Vậy mở máy tính lên, cũng giống vậy. Nhập lại lần nữa ha. 1, 0, trừ 3. Ở ngay chỗ này, 0, trừ 3, đúng rồi. Con cuối là 2, trừ đi cho 4. 1 nghiệm, 2 nghiệm. Rồi, nó chỉ có 2 nghiệm thôi. Loại. Vậy số 4 loại, A giữ lại, C loại, còn lại D giữ, còn lại A với D. Còn cái chuyện này như đã nói rồi, hên xui thôi. Rồi, xong chuyện. Cách thứ hai đó là cách giải đúng chuẩn bằng tự luận. Vậy giải tự luận thì giải thế nào? Thì ta cứ xét phương trình hoành độ giao điểm M nằm bên đó. X mũ 3 trừ 3X cộng 2 bằng M. Trên lý thuyết, các bạn đã giải quá nhiều lần cái bài toán này rồi. Ta lật cái bảng biến thiên ra. Có cái hàm fx nè. Vậy nó sẽ có y cực đại này. Y cực tiểu này. Cộng vô cực này. Trừ vô cực nè. Muốn cắt tại 3 điểm thì nó phải căng cái đường này ra. Y bằng m. Thì nó mới cắt tại 3 điểm được. Rồi, hết chuyện để nói. Quá đơn giản rồi ha. Thì đó là dạy cho các bạn vừa có đồ thị, vừa áp luôn cái phần giao điểm vô luôn. Rồi, tính cắt ra mà để như thế này thì cắt không được. Khi có cắt ra cho bạn nào có muốn coi gì đó lại thì coi được. Nhưng mà thật sự nhiều khi cái gì đó mẹ nó phủ phàng hết biết. Làm video cho các bạn rồi ha. Công sức đồ làm điên cuồng. Tôi không thấy khi nào mà có bạn nào lên ngồi like hay là lên ngồi làm gì cái video. Nhiều khi đang nói thì đang tưởng đâu kêu nói để các bạn lên like share đồ dùm. Đôi khi tôi thấy các bạn hững hờ mà đòi để đạt được, các bạn muốn người khác tương tác lại với mình á, hoặc là mình muốn đạt được thì mình cũng phải tương tác lại. Tôi làm muốn điên cuồng luôn, không thấy các bạn đạt được điều gì. Chỉ đang nhắc cho các bạn tuổi trẻ, các bạn đang sống làm sao có làm sao cho người khác cảm thấy còn vui vẻ để làm tiếp việc cho các bạn á, thì các bạn làm. Rồi, nó lướt qua thêm hai câu nữa đi, rồi nghỉ. 19. Hỏi thằng nào là tiệm được cần đứng x bằng 1, cứ việc xét cái mẫu thôi. Đó, dựa vào cái mẫu, xong. Câu 19. 20. Hỏi nghịch biến trên khoảng nào? Hai cách để thực hiện. Cách 1, lập cái bảng biến thiên ra bằng cách đạo hàm y phẩy, lập bảng biến thiên ra thì sẽ thấy.
Cách số 2 là mở máy tính lên, bấm ngay chỗ mod 7, mod 8, bấm trên từng khoảng tương ứng. Thằng nào gọi là luân giảm thì nó được gọi là nghịch biến. Vậy thôi. Trong bài này có câu 21 rất khó. Thầy sẽ bàn sau. 22 cũng hơi đặc biệt. 22 với 21 nói rằng nó cực kỳ khó thì nó không phải quá khó. Nhưng các bạn chưa từng học. Rồi thầy, giờ thầy sẽ giải quyết câu 22 trước đi. 22 còn đủ sức để giải. 22 còn đủ sức. Còn 21 thầy sẽ nói sao nha. 22 chỉ các bạn hai cách. Đầu tiên là cách dễ trước. Tại vì bài toán này cô lập M được. Định nghĩa về cô lập thì sẽ chỉ cho các bạn để biết. Rồi chỉ cách bấm máy tính luôn. Còn hôm sau sẽ giải thích về kiểu tổng quát của từ lần. Rồi thứ nhất nói về chuyện bấm máy tính. Đáp án đã cho M rồi. 1, 2, 3, 4. Thầy lấy thử một con thôi ha. Về chốt, thí dụ như lấy câu A với B. Chọn M. Ví dụ bằng số 1. Câu A có 1, B không có. Vậy nhập cái hàm số đó vô. Mod 8. X mũ 3. Cộng 3 lần x bình, tiếp tục trừ m chọn là 1 nhân cho x, tiếp tục trừ đi cho 4. Sau đó star n, ta sẽ cho star trừ vô cực là trừ 9, n tại 0, step bước nhảy cuối trừ đầu là 9, đóng ngoặc chia cho 19, gật đầu dò. Đề yêu cầu là phải luôn đồng biến trên khoảng này, có nghĩa là nó phải luôn tăng. Bài kia, bài bình thường các bạn hay làm là đồng biến trên R thì ta cho chạy từ trừ 9 đến 9, hoặc như thầy hay nói là chạy từ trừ 5 đến 5. Biến thiên nó hay biến động trong khúc đó. Còn cái này nó chỉ là trừ vô cực đến 0 thôi, ta chỉ xử lý trong khúc này thôi. Đây nó vẫn còn đang tăng này. Đó, nó vẫn còn đang tăng. Đây, nó vẫn còn đang tăng miên man. Đây, có một em ngay chỗ này. Từ 1,9 nó rớt xuống còn có 1,8, nó rớt xuống còn có 0,6. Một con rớt là đủ để đưa nó đi về núi ở rồi ha. Đây, loại. Còn bóng máy thì các bạn sẽ thấy. Vậy, con nào chứa số 1, loại, giữ. Thằng này, đây, thằng này chứa số 1, loại luôn. Thôi, còn lại hai đáp án, từ đó tự xử lý. Vậy đó là cách bóng máy. Cách số 2 là cái cách mà ta phải hiểu rất rõ yêu cầu của bài toán. Yêu cầu của bài toán là hàm số đồng biến trên một cái khoảng tương đương với y phẩy lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc cái khoảng đề bài cho. Đạo hàm nó thì các bạn sẽ tạo ra được là 3x bình cộng 6x trừ đi cho m lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc k. Vậy định nghĩa về cô lập như sau: thằng này có em m nó đứng mình nó chơi, thảy nó bay qua bên kia. Từ đây thì sẽ tương đương với 3x bình cộng 6x lớn hơn hoặc bằng m với mọi x thuộc k. Vậy thầy sẽ đặt một cái hàm số mới tạm gọi là hàm số gx. Thầy sẽ sao cho gx lớn hơn bằng m với mọi x thuộc k. Thí dụ nói rằng lớp của các bạn đều có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 1m6. Vậy có nghĩa là bạn thấp nhất ở trong lớp phải có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 1m6. Vậy muốn nguyên cái đồ thị gx lớn hơn bằng m, từ đó sẽ kéo theo được một kiến thức là min của gx xét trong một cái khoảng k để yêu cầu à, khoảng k nè phải lớn hơn hoặc bằng m. Đó, chốt của bài toán này nó chỉ có như vậy thôi.
Ngoài ra nó còn một cách giải tổng quát để giải quyết được mọi câu hỏi liên quan tới nửa khoảng, khoảng đoạn và không cô lập được M nữa. Thì dạng đó, hôm sau thầy sẽ nói. Thực tế là khi các bạn học cái bài đầu tiên về đồng biến, nghịch biến, đầu tiên thôi, hoàn toàn ở trên lớp thầy cô có thể cho ngay bài này để là bài 15 phút. Tôi báo trước đấy, có vài thầy cô ở trường của các bạn từng chơi rồi đó nha. Còn các bạn làm được hay không là đốt nhang nhiều hay ít vô. Rồi, tạm thời về nhà. Nhiệm vụ giao cho các bạn thì ngày hôm nay đã sửa chi tiết. Còn có câu 21 là chưa giải thích. Những bạn nào làm chưa ổn thì cố gắng về tập làm lại. Đề tiếp theo của các bạn có tiếp, đó là đề số 2. Ngoài ra còn thêm cái đề số 3 nữa. Cũng giống vậy, thầy đã nói rồi, thầy sẽ không dặn chuyện bài vở, cũng như không yêu cầu các bạn làm nữa. Bạn nào cảm thấy cần làm, cần hỏi câu nào cụ thể, các bạn có thể chọn một hỏi ở trên nhóm của mình vô trong cái bài đó, các bạn hỏi vô nhóm, thí dụ câu thầy ơi câu A, câu B, câu C làm sao, câu 15, 17 làm sao, hoặc hỏi trực tiếp vô trong nhóm của mình, để bữa sau thầy sẽ tổng hợp lại và thầy sẽ chủ động trả lời những câu hỏi đó. Còn nếu như các bạn không có hỏi gì hết thì thầy mặc định là các bạn biết tôi đi qua và tôi bỏ luôn, kháng chịu thế thôi. Tôi muốn các bạn chủ động hơn nữa. Bài vở có bắt các bạn làm rồi nhưng mà có nhiều bạn vẫn không thực hiện. Bạn nào giỏi thì chỉ cần bạn thực hiện lên thì các bạn giỏi rồi, còn bạn nào không thực hiện thì giờ thầy không ép nữa, bạn lớn rồi. Rồi thôi, trễ rồi, tạm biệt các bạn, sau tiếp.